Vậy là một năm nữa đã đi qua, đội chúng ta lại thêm một tuổi mới. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 13 của đội, chúng ta cùng nhau nhìn lại xem một năm qua chúng ta đã làm được những gì. Xa mặt nhưng không cách lòng, sinh nhật online để say bye Covid. Mở đầu cho một năm sóng gió là Big Game mùa 7 đầy gió và sóng. Dù trời mưa thì vẫn không làm tắt được ngọn lửa tình nguyện của chúng mình. Mặt có lấm lem bột, chân có ướt tắt, ướt dày cũng không làm ướt được tinh thần dân chơi để cùng nhau hoàn thành Big Game một cách trọn vẹn nhất. Chúng mình vẫn luôn giữ ngọn lửa tình nguyện của các anh chị đi trước và truyền lại cho các thế hệ sau. Kết thúc Big Game, chúng mình được tham gia buổi lao động đầu tiên. Tình nguyện mà, trời có nắng hay dẫu có mưa, chúng mình vẫn sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thử thách chung của cả đội, chúng mình được phân về từng nhóm thực hiện những nhiệm vụ khác nhau, trong đó có hoạt động nấu và phát súp thường niên của đội. Chúng mình đã tự tay chuẩn bị, tự tay nấu những nồi súp siêu to khổng lồ để phát cho những người vô gia cư. Đêm ở Hà Nội lạnh lắm, nhưng tình người thì lại ấm áp biết bao. Nếu được kể tên hoạt động mà chúng mình thích nhất thì mình sẽ kể cho các bạn về hoạt động ở chùa Nghĩa Hảo. Đi chùa vui lắm mọi người ạ. Không gian thanh tịnh, không khí trong lành giống như được thanh nhiệt giải độc vậy, giúp chúng mình giảm căng thẳng sau những giờ học trên giảng đường. Thật là thiếu sót nếu không kể đến họp đội hàng tháng, có phạt tiền và có cả úp bánh nữa mọi người nhé. Bọn mình cố gắng hoạt động không biết mệt mỏi cả năm là mong có một suất vé đi mùa hè xanh. Mùa hè xanh năm vừa rồi ở Hà Giang đầy nắng và gió nhưng cũng đầy ắp những kỷ niệm. Dù xa gia đình, xa vòng tay bố mẹ, nhưng chúng mình có đại gia đình đội sinh viên tình nguyện Đại học Đại Nam. Có anh chị và các bạn cùng nhau làm nên một mùa hè xanh thật ý nghĩa và tuyệt vời. Ngoài hoạt động riêng của đội thì chúng mình còn được tham gia các hoạt động của trường nữa đấy. Đặc biệt là chương trình Tấm Bánh Nghĩa Tình, nơi mà chúng mình được gói những chiếc bánh siêu đẹp gửi tới những mảnh đời khó khăn. Và điều mong đợi đã tới, mình nhảy đẹp lắm đây nhé. Hoạt động mà chúng mình thấy thêm yêu thương gia đình mình hơn là hoạt động ở viện dưỡng lão. Và viện dưỡng lão mình ấn tượng nhất là viện dưỡng lão Diên Hồng. Ở viện, chúng mình được học cách chăm sóc các cụ ông, cụ bà. Không những được các cụ khen khéo tay mà còn được khen xinh trai đẹp gái nữa đó. Thường tổ chức 2 buổi tuyển thành viên nhằm giúp các bạn có lòng yêu tình nguyện được tham gia vào đội và tiếp lửa của chúng mình. Chúc đội ta ngày càng phát triển, các thành viên luôn đoàn kết và luôn giữ được ngọn lửa tình nguyện trong tim. Xin chào các bạn.